Có một vài cái thông tin mà Thắng nghĩ là nó sẽ có ích cho những anh chị và các bạn đang làm trong lĩnh vực đầu tư bất động sản, và đặc biệt là những người đang làm môi giới trong thị trường bất động sản. Thông tin này nó sẽ góp phần rất là tích cực cho cái câu chuyện thị trường bất động sản rất có thể sẽ bắt đầu dịch chuyển theo hướng tích cực trong thời gian sắp tới. Mặc dù cái thông tin này thì nó nặng về tính hành chính cũng như là tính văn bản pháp lý, tuy vậy thì nó lại là một trong những cái thông tin theo Thắng đánh giá thì nó có tác động rất lớn đối với thị trường bất động sản nói riêng, và tác động tới một số các cái phân khúc bất động sản của Hà Nội trong thời gian sắp tới. Thông tin đó nó là liên quan đến một cái đề xuất, và nếu như cái đề xuất này được chính thức đưa vào gọi là thi hành thì nó sẽ tác động khá là lớn đối với thị trường. Nó là việc thành phố Hà Nội hiện nay đang đề xuất tăng cái mức cái khung giá đất trên thành phố tăng lên. Đề xuất tăng 30% giá đất tại Hà Nội. Đây là một trong những cái thông tin mà có thể là anh chị và các bạn cũng đã được đọc qua đâu đó, nhưng mà rất ít anh chị và các bạn đánh giá một cách thỏa đáng nhất trong cái việc là tại sao nó lại có những cái tác động tích cực đến thị trường trong cái điều kiện thị trường hiện nay thì đang có nhiều những cái diễn biến theo hướng tiêu cực. Việc này nó cũng xuất phát từ câu chuyện đó là giá đất Hà Nội hiện nay so với cái khung giá đất mà nhà nước quy định thì nó khá là chênh nhau, và cái độ chênh của nó càng ngày càng lớn. Lý do là do đất trong hầu hết các khu vực tại Hà Nội đều đã tăng lên rất là nhiều. Thì câu chuyện này nó là một trong những cái tiền lệ, nếu như Hà Nội đồng ý và thông qua cái đề xuất này thì các thành phố khác, kể cả thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và một số thành phố nhỏ khác cũng đều hoàn toàn có thể theo cái hướng chung này, đó là sẽ tăng cái giá đất tại địa phương mình. Thì hiện nay giá đất đô thị dự kiến cao nhất thuộc về phố Hàng Ngang, Hàng Đào và Lý Thái Tổ với cái mức giá khoảng 200 triệu đồng trên 1m2, so với lại cái mức mà trước đây thì giá đất tại đây đó đã tăng đâu đó khoảng tầm một lần, tức là trước đây thì khoảng tầm 100 đến 120 triệu một mét vuông thì hiện nay đã tăng trên dưới 200 triệu một đồng một mét vuông. Thì khi mà xin ý kiến đóng góp vào cái tờ trình ban hành giá các loại đất trên địa bàn thành phố áp dụng vào từ ngày 1 tháng 1 năm 2020 đến ngày 31 tháng 12 năm 2024 thì thành phố đã đề xuất tăng bình quân khoảng 30% các loại đất, và trong đó thì giá đất ở các khu vực khác nhau thì sẽ có những cái quy định cụ thể khác nhau theo cái đề xuất này, nhưng mà tiêu chung lại thì sẽ hướng dẫn và tăng thêm khoảng 30%. Việc tăng 30% này thì về cơ bản không ảnh hưởng nhiều tới cái giá cả thị trường của bất động sản cũng như giá cả của các cái sản phẩm bất động sản tại Hà Nội nói riêng và cả nước nói chung. Tuy vậy chúng ta phải đặt lại một cái câu hỏi ở cái khía cạnh hơi khác đi một chút như thế này. Tôi sẽ kể cho anh chị nghe và các bạn nghe về một cái câu chuyện khác mà nó đã diễn ra và hiện nay nó đã thành hiện thực. Đó là cách đây khoảng tầm hơn một năm thì Bộ Giao thông Vận tải đã quyết định tăng cái mức phí thuế và bảo hiểm lên một số, thuế và phí thôi, anh chị xin lỗi anh chị và các bạn, thuế và phí lên cái giá vé, tức là lên cái phần mà nhà nước sẽ thu về cho ACV được phép thu tăng thêm áp dụng cho cái lĩnh vực hàng không. Thì khi mà tăng cái vấn đề này thì hầu hết mọi người sẽ nghĩ rằng là nó không đáng bao nhiêu cả, bởi vì cái mức phí và thuế trước đó nó nằm ở khoảng tầm trên 100.000 cho một vé hành khách, thì việc tăng thêm khoảng tầm 15-20% nó gần như là nó không đáng kể, nó đâu đó khoảng tầm 15-20.000 đồng thôi. Nhưng mà anh chị và các bạn nên nhớ một điều thế này. Khi mà những cái thông tin kiểu như là những cái phần mà phần cứng trong cái giá vé được tăng lên, thì cũng tận dụng cái tình hình như vậy thì các cái đơn vị kinh doanh hoặc là một số các đơn vị vận tải đã có và cho phép cái giá vé của họ đã tăng theo một cái tỷ lệ tương ứng, thậm chí là tăng hơn với cái mức giá tăng khoảng 15-20% trên mỗi giá vé và áp dụng trên khách hàng cho tất cả các cái chuyến bay trong nước và quốc tế. Thì nó dẫn đến một cái điều hệ lụy, tức là cái phí và thuế ở mức tăng trên cái mức phí thuế cũ á, 15-20% là rất thấp, nhưng mà nếu như mà toàn bộ giá vé tăng thêm 15-20% là rất lớn. Đây là một trong những thứ mà đã đem lại những cái lợi ích rất là lớn cho các cái đơn vị vận tải. Họ đã tận dụng cái tình hình đó là nước lên thì thuyền lên, giá phí và thuế tăng thì giá vé cũng tăng theo, và nó luôn luôn đi tương đồng với nhau như vậy.
Cũng giống như cái câu chuyện là nếu như mà lương tăng thêm được 10% thì giá cả ngoài thị trường nó là tăng cũng theo 10 đến 15%. Hoặc là cái câu chuyện ví dụ như là chúng ta thấy là xăng tăng khoảng 5-10% thì toàn bộ giá cả thị trường cũng leo thang theo tương ứng. Thì ở cái câu chuyện này thì nếu như thành phố Hà Nội đồng ý cho cái việc là đề xuất tăng 30% giá đất tại Hà Nội thì các thành phố khác tương tự cũng sẽ đề xuất tương tự như vậy. Và khi giá đất mà tăng thêm 30% thì khi mà chuyển giao hoặc là giao dịch thì tất cả các loại phí và thuế đi kèm nó sẽ có sự thay đổi tương ứng. Và khi mà có cái sự thay đổi tương ứng thì tất cả những cái nhà phát triển bất động sản hoặc là những cái đơn vị gọi là phát triển bất động sản họ sẽ dựa vào cái việc tăng này để đẩy và thổi giá của họ lên thêm một nấc nữa, dẫn đến cái tình trạng là giá đất trên nhiều địa bàn sẽ có khuynh hướng nóng ấm trở lại trên cái phương diện chung. Đó là đưa ra một cái lý do chung, đó là vấn đề là giá đất theo quy định của nhà nước thì đã tăng, sau đó thì các cái vấn đề khác nó cũng tăng theo. Điều này chúng ta có thể chắc chắn được điều này luôn, bởi vì rất nhiều những cái mặt hàng, những cái sản phẩm ngoài kia nó đã là như vậy. Chỉ cần VAT hoặc là một số các cái thuế phí nào đó của nhà nước thay đổi thì mọi cái sản phẩm hàng hóa nó đều sẽ tăng theo tương ứng, và bất động sản thì cũng không ngoại lệ. Chắc chắn đây là một trong những cái thông tin có thể là những thông tin tích cực đối với những người đang kinh doanh trong lĩnh vực bất động sản, nhưng nó là một thông tin không mấy tích cực đối với những anh chị và các bạn đang mong rằng là thị trường bất động sản có thể suy giảm trong thời gian sắp tới để có thể sở hữu một cái sản phẩm bất động sản cho riêng mình. Thì đây cũng là một thông tin để tham khảo thêm cho cái quyết định ra quyết định đầu tư cũng như là ra cái quyết định mà gọi là mua bán của anh chị và các bạn. Hy vọng rằng là những cập nhật thông tin mới và có phần thêm một số bình luận riêng của Thắng ơi thì giúp ích cho anh chị em và các bạn trong cái câu chuyện là đưa ra quyết định đầu tư đúng. Và anh chị em và các bạn cũng không cần phải quá gấp gáp, bởi vì ở đây nó chỉ mới là cái dự thảo về cái nghị quyết tăng cái giá đất của Hà Nội thôi. Còn việc mà lan tỏa cái thông tin này cũng như là đi vào thực tế thì nó còn cần có một cái độ trễ nhất định. Thì chúng ta có thể theo dõi sát cái kênh Thắng ơi TV, đăng ký kênh, like, share video này cũng như là để cập nhật sớm nhất những cái thông tin mới chúng tôi có thể cập nhật cho anh chị và các bạn trong thời gian sắp tới, nửa đầu năm 2020, để có những cái dự báo và những cái quyết định phù hợp nhất. Thì anh chị và các bạn đừng quên là đăng ký kênh để nhận được những cái video sớm nhất có thể. Thân chào và hẹn gặp lại quý anh chị em và các bạn. Đừng quên tham gia cái cộng đồng Thắng ơi TV, nhóm Thắng ơi TV trên Facebook để có thể cập nhật thêm những cái thông tin hữu ích mỗi ngày. Thân chào và hẹn gặp lại quý anh chị em và các bạn.